Xin chào tất cả anh chị, tôi là Mạnh, chuyên gia về mua bán ô tô. Thời gian gần đây có rất nhiều người hỏi tôi rằng là có 300 triệu nên mua xe mới hay xe cũ. Hôm nay tôi làm cái video này, tôi sẽ nói về tổng quan hơn về nên mua xe cũ hay xe mới. Thì các bạn mua xe mới thì các bạn có được những điều gì, đó là giải quyết ngay được không? Nếu mới thì là oai. Cái thứ hai là không phải sửa chữa. Nhưng nhược điểm của nó là nếu bạn mua xe mới thì nếu giả sử bạn có muốn đổi xe trong thời gian ngắn thì xe mới không hao rất lớn, các bạn có thể mất ngay 6-80 triệu. Và ưu điểm của xe cũ, thứ nhất là nó không mất, không hao, và cái thứ hai là các bạn tha hồ trải nghiệm. Nhược điểm thì nếu như anh chị không có kinh nghiệm và nếu mua một xe cũ có thể về sẽ phải sửa chữa. Nhưng với kinh nghiệm của cá nhân tôi hơn 10 năm thì với 300 triệu anh chị hoàn toàn có thể mua được một xe chất lượng nhá, giá cả hợp lý. 300 triệu anh chị có thể mua được dòng Gentra, Lacetti, Morning, i10, Get và có rất nhiều xe khác. Vậy thì anh chị nếu mua xe mới thì không có gì để nói rồi. Nhưng nếu anh chị mua xe cũ mà còn băn khoăn chưa biết chọn dòng gì và xe như thế nào thì tôi có để số điện thoại bên dưới, anh chị có thể gọi điện cho tôi và tôi có thể hoàn toàn tư vấn cho anh chị với 300 triệu mua được ngay một con xe hoàn toàn chất lượng, giá cả hợp lý. Và cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị một ngày vui vẻ. Chào anh chị.